bị vượt mặt, mất danh hiệu thương hiệu giá trị nhất thế giới. hãng nghiên cứu thị trường Kata Group, anh nổi tiếng với việc chuyên phân tích và định giá các thương hiệu lớn trên toàn cầu vừa công bố danh sách 100 công ty có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới trong năm 2019. Theo Kata Group, trong năm 2019, giá trị thương hiệu của Amazon đã tăng mạnh thêm 52% so với năm ngoái, đạt giá trị 315,5 tỷ đô la Mỹ, vượt qua các đối thủ nặng ký khác để trở thành công ty có thương hiệu giá trị nhất toàn cầu. Apple, thương hiệu giá trị nhất toàn cầu của năm ngoái đã bị đẩy xuống thứ hai với thương hiệu được định giá 309,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó Google đứng ở vị trí thứ ba với giá trị thương hiệu 309 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm liên tiếp, một công ty khác ngoài Google và Apple giành lấy được danh hiệu công ty có thương hiệu giá trị nhất thế giới trong danh sách do Qatar Group công bố. Sở dĩ có sự đổi ngôi này vì theo Kata Group thì Amazon không chỉ đơn thuần là hãng thương mại điện tử như trước đây mà cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau trên toàn cầu và các lĩnh vực Amazon đang kinh doanh đều rất thành công trong năm qua. Bên cạnh đó Amazon cũng đã tăng cường đầu tư vào một loạt các công ty khác, bao gồm công ty khởi nghiệp phát triển xe tự lái Aurora hay hãng sản xuất xe tải điện Rivian. Amazon cũng đã thâu tóm nhiều công ty khác để mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình như hãng dược phẩm trực tuyến Pellpack, được mua lại với giá 753 triệu đô la Mỹ vào năm 2018 hay đầu tư 575 triệu đô la Mỹ vào công ty giao đồ ăn Deliveroo. Các hãng công nghệ và viễn thông tiếp tục cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình khi có đến 8 trên 10 thương hiệu giá trị lớn nhất thế giới hiện nay thuộc về các hãng công nghệ, trong đó 4 vị trí dẫn đầu đều là những hãng công nghệ lớn, bao gồm Amazon, Apple, Google và Microsoft. Ngoài ra còn có Facebook, thứ 6, Alibaba, thứ 7, Tencent, thứ 8, và AT&T, và thứ 10. Các hãng công nghệ Viễn thông và bán lẻ là những hãng chiếm ưu thế trong danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu do Qatar công bố, trong đó Mỹ vẫn là quốc gia chiếm ưu thế về số lượng các thương hiệu. Giá trị thương hiệu được Qatar Group tính toán bằng cách phân tích các hoạt động tài chính của mỗi thương hiệu, vai trò của các thương hiệu trong việc ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người dùng cũng như đánh giá của người dùng về các thương hiệu đó. Danh sách 10 công ty có giá trị thương hiệu lớn nhất theo xếp hạng của Qatar Group. 1 AMAZON, 315,5 tỷ đô la Mỹ.

8 TNCNT 130,9 tỷ đô la Mỹ. 9 McDonald's 130,4 tỷ đô la Mỹ. 10 AT và T 108,4 tỷ đô la Mỹ. Lưu ý, danh sách này là giá trị thương hiệu chứ không phải giá trị vốn hóa thị trường hay tổng tài sản mà các công ty đang nắm giữ. Bạn đọc có thể xem danh sách đầy đủ 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới trong năm 2019 theo xếp hạng của Kata tại đây. Tê Thủy